Bắt quả tang cà chua, em đang làm cái gì? Chăm sóc sắc đẹp. Chăm sóc sắc đẹp à? Nè, em bên ngoài, em ngồi ăn trước nhớ không? Nên coi, đây này. Chiếc ra vậy nè, nàng đi đâu á, cầm theo cho nó tiện. Chả em nè, nghiên cứu kỹ chưa? Trời, liên quan tới sức khỏe thì anh yên tâm. Cái này á, vừa trắng da vừa chống nắng luôn. Vẫn chưa thông đúng không? Nè, để mẹ thích đi nghe. Anh nhìn đi, trên cái hộp này á, là bao bì nè, là có đầy đủ thông tin của sản phẩm nè, thấy không? Thành phần này kia, các kiểu, cách sử dụng nè, rồi nguồn gốc xuất xứ nè, kể cả các công bố y tế luôn nè, thấy chưa? Nhìn kỹ đi. Rồi, cái sản phẩm này còn có một cái điểm đặc biệt nữa mà em nói á, thực sự đó là điểm cộng luôn, là tại vì có một cái phiếu bảo hành. Một cái phiếu bảo hành này á, là sẽ đền 100 triệu cho bất kỳ ai mà phát hiện ra cái sản phẩm này có chất cấm hoặc là chất độc hại khi mà sử dụng. Mà em nói chứ đâu phải sản phẩm Việt Nam nào hoặc là sản phẩm nước ngoài luôn cũng chưa chắc đã có những cái phiếu bảo hành cam kết như vậy, đúng không? Rồi còn điểm nữa là cái thành phần của sản phẩm này á, 100% là đều từ thiên nhiên hết. Mà trong này nha, có những cái loại bảo đảm anh nghe sẽ cảm thấy là nó lạ, nhưng mà em là em tìm hiểu kỹ hết rồi. Trong này là có chiết xuất và tinh chế từ ô liu xanh nhập khẩu từ Tây Ban Nha, rồi các loại tảo biển nè, lá hương thảo nữa. Tất cả những cái đó đều là để làm đẹp và trắng da hết, rất là tốt cho da luôn. Mà theo như em tìm hiểu luôn là những cái thành phần này á, là giá cả rất là đắt đỏ, cho nên á, sẽ rất là ít sản phẩm Việt Nam nào mà có sử dụng những cái thành phần này, không dám đưa vào bởi vì cái giá thành cao mà cái nguồn nguyên liệu là cực kỳ hiếm nữa. Ghê, tìm hiểu kỹ quá ta. Sao? Ủa rồi em muốn em thấy hiệu quả gì không cà chua? Trời, mấy cái này từ trước giờ em đâu có tin mấy cái chuyện mà quảng cáo uống trắng da đẹp da đâu. Rồi xong rồi bây giờ á, thực sự luôn mà nói là em thấy cái phiếu bảo hành 100 triệu cho nên em mới có niềm tin và em sử dụng. Nhưng mà thực sự là khi mà uống cái Diamond White này á, thì em cảm nhận là cái da em nó ổn hơn, nó nói chung là nó thay đổi đó. Nó có sự thay đổi rõ rệt luôn. Hèn chi bây giờ không thấy đi spa mà da cũng mơn mởn á ta. Thiệt bộ, cái này em uống nha, nhưng mà em có ghi lại, nói chung là cái quá trình mà em cảm nhận cái sản phẩm này em có ghi chép lại đàng hoàng. Anh biết không, cái tuần đầu tiên á, là cái da nó bắt đầu nó căng mướt lên, cảm giác giống như là có cái lớp nước mát ở dưới da mình á, nói chung là nó cứ căng căng vậy nè, đã lắm. Rồi xong qua tuần thứ hai thì bắt đầu da sáng lên đó, mấy cái vết mà sạm nám này kia là em thấy như là nó mờ rồi đó. Qua tới tuần thứ ba là chuyển biến rất là rõ rệt luôn, là cái da em nó trắng như trắng sáng như bây giờ nhanh anh nhìn thấy luôn nè đó. À còn một cái này nữa nè, là khi mà em đi quay phim á, anh nhớ không? Thường là em quay ở ngoài trời không mà, ánh nắng mặt trời nó rất là có hại. Mà tất nhiên là em sẽ chống nắng, nhưng mà khi mà chống nắng như vậy á, trang điểm lên thì cái lớp nền nó sẽ bị bết, nó rất là xấu, nó bị chảy ra, nói chung là nó không có thuận lợi cho việc quay phim. Nên là khi em uống cái này là vừa dưỡng da nha, mà vừa trắng da luôn, mà lại chống cái tia nắng mặt trời nữa. Rồi thêm một cái nữa, anh đừng có tưởng là ban đêm, đối với công việc của em, kể cả đi đóng kịch, thật sự ban đêm, nhưng mà em hồi xưa em vẫn phải dùng chống nắng, là tại vì sao, cái ánh đèn sân khấu nó rất là mạnh và nó rất là có hại cho da. Cho nên á, là chẳng lẽ ban đêm mình không phải chống nắng, mà em cũng nói rồi, chống nắng thì cái lớp trang điểm của mình nó sẽ không có hoàn hảo. Thành ra là em rất là lăn tăn về cái việc là làm sao để bảo vệ cái da của mình. Nên mà khi em biết cái Diamond White này á, em uống cái này á, thì kể cả ban đêm em cũng không lo, khi em diễn kịch em cũng không sợ, là vừa chống nắng là vừa dưỡng da nè, mà lại vừa chống lão hóa nữa đó. Nên là khi mình nói trên Diamond White là bây giờ thực sự cái cảm giác là uống mà mình rất là yên tâm luôn. Ủa cà chua, ừ, hiệu quả vậy chắc mắc lắm đúng không? Không, nhiêu tiền? 1.380.000 mà 60 viên. Ghê. Có nghĩa là ngày anh uống 2 viên thì 1 tháng là coi như anh uống hết 1 hộp, thì anh uống có chừng 2-3 hộp là đủ một liệu trình là da coi như ưng ý luôn. Nhưng mà anh nói thì nếu mà tính ra coi như có 40.000 ngày thì đâu có mắc đâu, mà làm đẹp mà thì nó nói thiệt nha, nhiêu cũng chịu hết á. Ồ vậy anh uống được không? Đúng chị, cho đẹp. Tính cạnh tranh da trắng nha hả? Thôi đi ra giùm tôi cái đi, mệt quá, mất thời gian dễ sợ luôn à. Tao đang làm đẹp à. Đi 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 đi. Đi à.